Học Phật bằng cách nào? Hỏi: học Phật bằng cách nào? Tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian, môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học thuộc cửu chương, học cách cộng trừ nhân chia, lên nữa phải học công thức, phương trình, vân vân. Môn văn chương, trước phải biết chữ cái, học ráp dần, viết chánh tả. Học văn phạm, tập cách làm văn, vân vân. Phương chi Phật Pháp là môn học giác ngộ, mà không có phương pháp riêng của nó hay sao? Phương pháp học Phật, tức là ba môn tuệ học, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Bởi vì muốn vào cửa giác ngộ, không phải anh tướng trí tuệ thì không sao vào được. Phật Pháp là chân lý, là những sự thật. Nếu không có ngọn đuốc trí tuệ soi sáng, làm sao chúng ta thấy mọi sự thật ở chung quanh? Không cần trí tuệ, chỉ dùng lòng tin đến với đạo Phật để học Phật Pháp, thật là sai lầm lớn lao. Đây là chứng bệnh trầm trọng của Phật tử hiện thời. Cần chữa lành bệnh này, chúng ta phải ứng dụng triệt để ba môn tuệ học vào công trình tu học Phật Pháp. Thế nào là văn tuệ? Văn là nghe. Do nghe giáo lý Phật Pháp trí tuệ mở sáng, gọi là văn tuệ. Chúng ta nghe Phật Pháp qua lời giảng dạy của chư tăng, của thiện hữu, tri thức đã tu học trước ta. Những lời giảng dạy ấy xuất phát từ kinh điển của Phật, trong đó chứa toàn lời lẽ chân chánh, chỉ bày mọi sự thật cho chúng sanh. Càng nghe trí tuệ chúng ta càng sáng, hoặc chúng ta trực tiếp đọc kinh sách Phật, khiến mở mang trí tuệ cũng thuộc văn tuệ. Chịu khó nghe giảng dạy, chịu khó nghiên cứu kinh sách Phật, đó là người biết từ cửa văn tuệ tiến thẳng vào ngôi nhà Phật Pháp. Thế nào là tư tuệ? Tư là suy xét phán đoán. Do suy xét phán đoán những lời dạy trong Phật Pháp, trí tuệ càng tăng trưởng. Chúng ta được nghe lời chỉ dạy của thầy bạn dẫn từ trong kinh Phật ra, xong nghe rồi tin liền là chưa đủ tư cách học Phật, buộc chúng ta phải dùng trí phán đoán xem đúng hay sai. Nếu quả thật đúng, từ đó chúng ta mới tin. Có thế mới thực hành đúng câu: các người phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Trong kinh Pháp Cú, chúng ta muốn mở mang trí tuệ, song tự mình làm sao mở được? Phải mồi ngọn đuốc trí tuệ của mình với ngọn đuốc chánh pháp của Phật, trí tuệ mới phát sáng. Mồi bằng cách nào? Dĩ như chúng ta nghe vị sư giảng rằng tất cả thế gian đều là vô thường, sau đó phải dùng trí tuệ của mình phán đoán xem đúng hay sai. Chúng ta tự đặt câu hỏi: tất cả thế gian đều là vô thường, có sự vật nào thoát ngoài luật lệ ấy chăng? Nếu có, câu nói này chưa phải chân lý. Bằng không mới thật đúng chân lý, chúng ta sẽ hoàn toàn tin. Thế rồi ta tự khảo sát: con người có phải vô thường không? Từ ông bà đến cha mẹ chúng ta đều có sanh ra, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu rồi chết. Kể luôn cả ta, khi nào còn nhỏ bé, lớn lên, bệnh hoạn, già yếu rồi cũng sẽ chết. Trong gia đình thân tộc chúng ta đã thế, ngoài xã hội cũng thế, cả nhân loại trên thế giới cũng thế. Ngàn xưa là thế, mãi sau này cũng thế. Quả là con người vô thường. Đến những sự vật, nào nhà cửa, bàn ghế, xe cộ có bị vô thường không? Chính cái nhà của mình, khi mới cất thì tốt đẹp lành lặn, qua vài ba năm thấy cũ dần, đến năm 10 năm thì hư sạch. Cái bàn viết cũng thế, khi mới đóng xem bóng loáng tốt đẹp, dùng mấy năm thấy đã cũ, tróc sơn khờn mặt, rồi đây sẽ mục nát hư hoại. Chiếc xe đạp khi mới mua đem về mới toanh, chạy được một năm vỏ đã rách, cổ lỏng, các con ốc lờn, vài năm nữa sẽ hư. Thế là
nhà cửa, bàn ghế, xe cộ, những vật cần dùng bên cạnh chúng ta thải bị vô thường chi phối, cho đến trăm ngàn vật khác nếu khảo sát đều thấy đồng một số phận như nhau. Chúng ta có thể kết luận rằng tất cả thế gian là vô thường. Quả thật là chân lý. Ta tin chắc lẽ này, dù có ai nói khác đi cũng không làm lay động được lòng tin của ta, bởi lòng tin này đã được gạn lọc qua sàng lý trí nên nó vững chắc không dễ gì làm lung lay. Lại một thí dụ, chúng ta nghe vị sư giảng lý luân hồi bảo rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi. Ta tự đặt câu hỏi, tại sao muôn vật đều luân hồi? Có vật nào không luân hồi chăng? Chúng ta bắt đầu xét từ thực vật. Cây cối thành hình bắt nguồn từ hạt. Hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, nở hoa kết trái. Trái sinh hạt, hạt lại nảy mầm, lộn đi đảo lại không cùng. Song đó là sự lộn đi đảo lại từ cây này sang cây khác. Ngay bản thân cây ấy có đảo lộn vậy không? Cũng lộn đi đảo lại như thế. Thân cây hiện sống đây do chăm rễ hút đất nước nuôi dưỡng mới được sanh trưởng, dần dần thành đại thọ. Rễ hút đất nước nuôi dưỡng thân cành lá, lá rụng biến thành phân đất, cành gãy mục cũng thành phân đất, thân cây ngã mục cũng trở về đất nước. Thân cây nhờ đất nước sanh trưởng, khi ngã mục lại trở về đất nước. Nước do ánh nắng bốc thành hơi, hơi lên cao gặp khí lạnh động lại, rơi xuống thành nước. Nước lại bốc hơi, mãi mãi không cùng. To như quả địa cầu vẫn quay tròn quanh cái trục, sáng rồi tối, tối lại sáng. Căn cứ vào sự quay tròn của nó, người ta chia ra ngày giờ tháng năm, thời tiết xuân hạ thu đông, xoay dần thế mãi không cùng. Do sự khảo sát trên, chúng ta khẳng định rằng muôn vật ở thế gian đều xoay quanh vòng luân hồi là sự thật không còn gì phải nghi ngờ. Trên đây tạm cử vài thí dụ làm căn bản cho công cuộc suy xét phán đoán Phật Pháp. Căn cứ vào đây, chúng ta phán xét những lời Phật dạy hoặc Chư Tăng dạy trong những trường hợp khác. Có thế mới phân biệt được chánh tà và mới đúng tinh thần người học Phật. Thế nào là tu tuệ? Sau khi phán xét lời Phật dạy là đúng, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình, khiến chánh lý càng bày hiện sáng tỏ là tu tuệ. Dĩ như đã biết rõ tất cả thế gian là vô thường, chúng ta ứng dụng sự vô thường vào đời sống của mình trong những trường hợp như sau. Đã biết rõ thế gian là vô thường, khi gặp vô thường đến với bản thân, với gia đình ta, ta vẫn giữ bình tĩnh, không hốt hoảng hãi sợ, vì biết chắc điều đó ở thế gian không ai tránh khỏi. Sợ hãi kinh hoàng chỉ làm rối thêm vô ích. Bởi không sợ nên tâm ta bình tĩnh sáng suốt, giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp. Chúng ta vẫn đủ sáng suốt để khuyên giải cho những người đồng cảnh ngộ bớt đau khổ. Biết rõ thế gian là vô thường, mọi sự tranh giành danh lợi tài sắc lòng ta nguội lạnh. Tranh giành những thứ tạm bộ ấy làm gì? Để rồi chuốc khổ về mình, gây đau khổ cho người, rốt cuộc chỉ thành việc mò trăng bắt bóng. Lòng tham lam giành giật dục lạc thế gian do đây dứt sạch. Do thấy rõ lẽ vô thường, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, phải cố gắng làm mọi việc lành. Nếu cơn vô thường đến, chúng ta có muốn làm cũng không sao làm được. Lại biết quý tiếc thời giờ, một ngày qua rồi không tìm lại được, phải cấp bách nỗ lực làm lợi mình lợi người, không thể chần chờ. Đó là ba trường hợp do biết thế gian vô thường, chúng ta khéo ứng dụng tu hành trong cuộc sống hiện tại của mình. Bao nhiêu sự lợi ích tốt đẹp sẽ theo đó mà tăng trưởng. Sự tu hành ấy đi đôi với cái tâm trí tỉnh táo sáng suốt nên gọi là tu tuệ. Ví dụ khác, chúng ta nhận rõ muôn vật luân hồi liền ứng dụng lý luân hồi vào cuộc sống của mình. Nếu phải luân hồi, chúng ta chọn cái luân hồi nào tốt đẹp, an ổn hơn. Ví như biết các loài thảo mộc từ hạt nảy mầm, sanh trưởng thành cây,
đơm hoa, kết quả, hạt lại nảy mầm. Chúng ta nên chọn lựa hạt tốt, giống ngon đem ươm, để sau này kết quả ngon, cho ta và mọi người được thưởng thức vị ngon. Cũng thế, trong dòng luân hồi bản thân ta cũng không thoát khỏi. Ta cần tạo những nhân tốt, nhân an vui, để mai kia có lăn lộn cũng lăn lộn trong chỗ tốt, chỗ an vui. Đã biết muôn vật luân hồi, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân nào lôi cuốn vào trong ấy. Biết rõ nguyên nhân rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài dòng luân hồi, không đầu hàng khuất phục, để chịu lăn mãi trong luân hồi. Như các nhà khoa học nghiên cứu, biết sức hút của quả đất, sau đó tìm cách chế phi thuyền để đủ sức mạnh vượt ra ngoài dòng hút của quả đất, đi thẳng vào quỹ đạo, vân vân. Biết luân hồi để tìm cách thoát ra chính là tinh thần tu tuệ.